Anh Quốc. Đúng là bảo tàng này nó trưng bày những cái mình đang ở cái khu sinh vật, trưng bày những cái bộ xương thật với cái thợ kích thước thật, và đông lắm các bạn. Mình phải chờ mất nửa tiếng các bạn mới được vào. Và bây giờ các bạn xem nhé, xem những cái hình ảnh để mình cho các bạn thấy. Cái tầm rất là cao, xương con cá heo các bạn thấy nó rất là khổng lồ. Xương cá heo rất là khổng lồ. Còn đây là hình con cá kiếm thật. Lớn nhất thế giới. Cái này là san hô. San hô nguyên thủy. Và các bạn thấy khách ở đây rất là đông. Khách thập phương trên khắp thế giới đổ về đây để tham quan cái bảo tàng này. Mình có cái là Bambi này đang đi xem What? Cái con này là con gì con? Dinosaur. Tiếng Việt là con gì? Con khủng long. Con khủng long, đúng rồi. Con có thích con khủng long không? Do you want to carry it? Con khủng long. Bùa bó? Dinosaur. Con khủng long. Con nói tiếng Anh. Bộ xương thật của con khủng long này các bạn. Đây là bộ xương thật của con khủng long. Bộ xương thật 100%. Bây giờ chúng ta thấy cái phim không? Rất là nhiều. Đây là đá. Cái này là đá. Đá hương nhỉ? Đá. Không được đổ lại à? Mình sẽ đi một vòng. Rộng quá các bạn, rộng quá. Rộng mênh mông luôn. Cái này cũng là đá. Đá bận cắt ra. Miếng đá bận cắt ra. Miếng đá bự này cắt ra đẹp quá các bạn. Wow. Nó có những cái đá quý đó các bạn. Này hồi qua Myanmar mình thấy một lần mà Myanmar nhỏ, còn cái này giờ nó bự quá. Mình đi vào một cái nhánh phía bên này thử xem. Đi vào cái nhánh phía bên này quá rộng lớn. Đi vào nhánh phía bên này. Con gì ở mà nó ong này. Đây là viện bảo tàng quốc gia. Bướm này, nhện này.
chiếu hình ảnh tôm này, nhiều tôm. Ô, cua nè. Ô, cua nhỏ nè các bạn, nhỏ nè, lớn lần nè, lớn lần nè, lớn lần nè, lớn dần nè, lớn dần nè. Rất là tuyệt vời. Rất là nhiều thứ đây. Ở đây chạy đây. Mình cũng chuyện đó là cái gì? Cái con ong nè, mật nè, luôn giống như cái cô xem thử con này là nó là cái gì. No, this is a hawk moth, and you see that long spout. Sorry, move back a bit, kids. And then. Ik zie hier dus, ik zie hier dus de spin. Daar de springkaan. Daar de springkaan. En daar de trap, die is niet zo moeilijk. Maar wat zit daar dan? Ja, ergens links, boven in de hoek. Dat kan je ook. Nó là một mô hình con mồ cạp. Là mô hình con mồ cạp. Mô hình con mồ cạp. Những con này nó ăn những cái miếng thịt này các bạn ăn. Ồ, nó ăn, nó sinh ra giòn đúng không? Đây là nó ăn sinh ra giòn. Là những cái con này là những con rùi á, sinh ra giòn. Nó còn nhiều con. Con kéo con chiên lục cây nè các bạn, chiên lục cây, con bò này chiên lục cây lên, con mã nó gần rất là nhỏ, nhưng bỏ trong cái lớp các bạn, người ta bỏ trong cái lớp á, nhìn thấy nó bự.
cua này. Wow. Con cua này. Trông nhìn bự ghê. Con cua trông nhìn bự ghê. Cái hình ảnh nó quay cái thứ phim này. Hình ảnh của con kia con tôm tích. Kia con tôm tích. Quay cái phim hình ảnh con tôm tích. Hoạt động nó như thế nào? Hoạt động nó ăn như thế nào? Mênh mông luôn. Cái con này người ta ngâm con cua. Con cua này là Alaska các bạn. Cua này giống giống con cọng của mình. Rất rất là nhiều con. Vì bảo đàn này đông. Cung chiến khu này, bây giờ mình đi vào cái khu khác nhiều nơi quá, bắt đầu mình đi vào cái khu khác. Đây là ngoài động vật gì đây, này đông lắm. À, mấy loài thằn lằn này. Khô ăn uống đông quá, đông người quá. Và mình lại đi tiếp sâu vào phía bên trong nữa. Rất là nhiều. Trước đây cái này là cái khu. Khu này là khu đồ lưu niệm. Wow. Bán rất là nhiều thứ chuyên vào đồ lưu niệm. Cái bộ bộ cá heo từng bộ một. Nhưng là về đồ lưu niệm. Cái hình đẹp quá. Hình con cá heo này quá. Rất là đẹp. Cái tư tập tài liệu. Tập tài liệu lượng nó cái hình đẹp. Mà lại đi vào cái khu khác nữa. À, cái này là bộ xương của con khủng long đó. Cái này thì cái này là chim. Chim
Tây giờ